Bếp nhà Win xin thông báo là đã hoạt động trở lại bình thường sau một kỳ nghỉ Tết. Ten ten, trên tay mình đây chính là mẻ khô bò đầu tiên của năm mới. Cái món này á, rất là nhiều người thích luôn á. Và đây là sản phẩm mà bán chạy nhất ở bên shop mình. Ngoài ra thì mình vẫn còn bán khô mực nè, khô gà nè, da heo, nuôi sấy và cả me lào nữa. Ngay bây giờ các bạn có thể vào Shopee và bấm tìm bếp nhà Win và lựa chọn những cái món sản phẩm mà mình thích ha. Hoặc các bạn có thể liên hệ qua Zalo bếp nhà Win bằng số điện thoại 0333 701492. Hãy nhắn tin vào đó rồi tụi mình sẽ trả lời. Những ai mà muốn đặt hàng số lượng lớn á, thì hãy gọi trực tiếp cho mình thông qua số điện thoại đó luôn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ bếp nhà Win trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cu Khoa Vlog. Thì mình với Bi đang đi đến một cái nơi. Cái nơi này á, nó là một cái bụi chuối. Nói là bụi chuối thôi các bạn, nhưng mà nó khá là lớn và nó rất là rộng ha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết thế nào gọi là ngải và ngải là tốt hay là xấu. Ok, thì xin mời các bạn cùng đi với mình ha. Đây, mình đang đi trên đường đi ra ngoài ngay chỗ cái bụi chuối đó, xung quanh là các bạn tối thui luôn. Mình 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 Bi né né đó. Thật sự là mình đi giờ này á là sợ rắn lắm mọi người. Ây da. Ok. Bi coi chừng nha. Thấy đường không? Rồi, thì đi nãy giờ á, cuối cùng là mình cũng đã đến cái bụi chuối nè các bạn. Cái bụi chuối này nó khá là rộng ha. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nè. Đó. Tụi mình sẽ đi sâu vào trong đó. Tuy nhiên là trước khi mà đi vào trong đó mọi người, thì tụi mình sẽ bật cái máy dò tần số âm ha. Cái máy đâu Bi? Đây là cái máy. Từ từ. Nhiều đồ quá các bạn. Đem đem lũ cũ hết luôn nè. Nè, mình còn cầm cho các bạn xem cái camera hồng ngoại nữa. Từ từ, để cậu ấy bọc cái đèn pin vô trong túi cái. Đưa 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 cái máy dò tần số. Ok. Bây giờ bật cái ấy lên Bi. Bật 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 cái máy camera hồng ngoại lên cái. Bây giờ 12 giờ chỉ còn tụi mình thôi, nhưng mà cái khu chỗ này nè các bạn, người ta hay nhậu nhẹt lắm, cho nên đến bây giờ mà lâu lâu các bạn vẫn nghe cái tiếng karaoke á các bạn. Thấy không? Đây đây này, cậu ấy cũng bật rồi nè. Chưa chưa chuyển qua chế độ hồng ngoại nè. Rồi đó. Ok, được chưa? Rồi rồi. Để mấy cái chân ra. Đây nè các bạn thấy chuối không? Nè, chuối ai chặt đây. Quá trời. Trước mắt mình đây là cái bụi chuối ha, để đi qua bên kia cho mọi người thấy coi nó bự như thế nào. Đó. Ui cha. Đây các bạn. Cái này là nó trải dài tiếp ở trên kia luôn, ở bên kia là nó hơi tối kìa. Đó. Thì nguyên một cái khu này đi qua đi lại lát đạp cái cò giờ. Rồi, bật cái đèn qua đây cho cậu bảy cái coi. Đó, ok. Ê, ai da, kiến cắn Bi, Bi, Bi. Kiến, kiến, kiến. Sao nãy con đi con đâu có bị kiến đâu ta? Kiến quá trời luôn, nguyên một cái ổ kiến luôn. Đây, lấy đèn pin ở trong túi của cậu bảy á Bi. Đây hả? Ở trong bài sau túi nè. Đó. Thì như các bạn đã biết á, là bụi chuối là một trong những nơi mà có nhiều âm khí nhất khi mà về đêm. Thì bụi chuối nè, bụi tre và một số nơi giống như là rừng, nghĩa địa đồ đó chứa rất là nhiều âm khí. Và hiện tại của mình là chắc là cũng hơn 12 giờ rồi đúng không Bi? Đúng rồi.
rồi, nãy mình đi ra rồi, tới đây là bao nhiêu rồi? Nãy là 11 giờ 50 mấy phút rồi á. Tao kêu mày đi sớm sớm đi, mày còn game game nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái máy ha, cái máy dò. Mình sẽ tìm một cái cây chuối nào đó ở trong cái bụi chuối này mà nó phát ra cái tần số cao nhất, mình sẽ chặt nó về ha. Gọi đèn vô coi bảy cái bi. Đây mày đưa tao cái một cây đó. Đúng, con cầm máy cho. Rồi cầm cái này được không? Rồi cầm cái rửa nha. Ok. Mình sẽ bắt đầu từ phía bên này. Mình sẽ dò thử coi. Không thấy gì hết bây giờ. Đi, bắt đầu mình đi ngang qua một lượt. Mình sẽ dò thẳng hàng này nè các bạn. Nếu mà cái hàng nào mà nó phát ra tín hiệu nhiều á thì mình sẽ đi thẳng vào trong đó ha. Rồi, đi từ từ. Hình như đây có cây bàn phải không Bi? Bàn. Nè. Đúng không? Ủa. Đúng không? Ủa, đúng rồi. Ở đâu nó mọc ra vậy trời? Đù. Ê, ủa ở đâu hả? Con không biết luôn á. Tự nhiên nó mọc đâu ra? Không phải. Ủa, đúng rồi, cây bàn. Sao nó mọc? Nhưng mà sao cái lá trên đây kìa? Phải cây bàn không? Đúng rồi, khỏi cây bàn mà. Ờ. Cây bàn nó mọc giữa cây chuối á các bạn. Lạ thiệt. Ù. Cái gì vậy quay? Trong này nó có tín hiệu phía trong đây nè. Có luôn hả? Hay là do mũ chuối ta? Đây mình để xa xa ra mắt công. Cái đèn pin của con Bi nó kêu là đó. Đúng không? Có luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô coi coi rọi coi có kiến hay gì không. Không rồi đó. Đây. Đi. Rồi thẳng vô cái pin. Bây giờ ai ra? Dạ. Ui má ơi. Cái gì vậy? Ui một đám gì luôn. Nó chạy hết trơn rồi. Hình như con gián. Ui ơi ơi, bi. Bên này. Chó sủa dữ vậy. Vòng vòng cái khu vực của mình nè Bi ơi. Có một cây. Cái gì? Trời. Đây. Rồi rồi. Cây này Bi ơi. Cây này hả? Ê, chỗ con đang đứng luôn á. Cây này nè. Ghê vậy. Ủa, nhưng mà cây này nó nhỏ nè. Đây, Bi có thể thấy nè không? Đúng rồi coi. Đây, mình càng đưa lại gần nè các bạn. Con này ra xa chứ. Bi ơi. Dạ. Vậy là cái cây này rồi Bi ơi. Từ từ để cậu bảy coi coi còn cây nào nữa không. Ui. Bi. Dạ. Có cái cây bự nè. Có cái cây này bự nè. Cây này hả? Nè, cái cây này to lắm. Cái cây này to lắm. Thường to, càng to là quỷ hay là ma rồi nó càng núp nó nhiều hết vậy. Im mày đừng, mày đang đi quay mà mày đừng có nói mấy từ đó. Khùng không? Ôi các bạn ơi. Càng đi sâu vô hầu như cây nào nó cũng mấy hết á mọi người. Bi. Dạ. Thử cắm cái cây đó xuống coi. Cắm cái cây đó xuống. Rọi về hướng qua đây nè, rọi về hướng qua đây nè. Các bạn ơi. Nghe một cái mùi gì đó nó rất là hôi và rất là khó chịu quá các bạn. Đúng rồi, nãy giờ con cũng nghe vậy. Nhưng mà
Mình muốn nói với tất cả các bạn rằng là khi mà mình vô đây á, mình cứ tưởng chỉ có một hai cây thôi, nhưng mà với lại cái máy, các bạn có thể thấy không, nó chớp liên tục, đồng nghĩa với việc là ở đây cây nào nó cũng như cây nào hết á mọi người. Bi bấm quay chưa Bi? Dạ rồi, con đang bấm quay nữa vậy. Bấm tắt cái quay lại. Ok. Bấm đó hả? Ừ. Các bạn ơi, có cái gì ở đằng kia vậy ta? Có cái gì ở đằng kia vậy Bi? Cái máy có thể đi qua, có nhìn thấy được bên đó không? Cái máy hồng ngoại á. Dạ, thấy được. Thấy được cái lá của cái đó nhưng mà... Đâu, thấy được thẳng qua bên đó không? Ừ, thẳng qua cái chỗ đó đó. Thấy không? Được. Nhưng mà bị cái cây này nó che một xíu tầm nhìn. Cây nào? Cây trước đó. Cái cây này. Đây, để cậu ấy coi coi. Hình như bên đó nó có một cái gì á. Đứng đứng xích qua cho cậu ấy coi coi. Rồi cái đèn lên coi Bi. Ừ. Rồi, để yên, giữ yên đó coi. Đây các bạn, cái máy camera hồng ngoại của mình nó đang quay nha. Mình cảm giác như đằng kia nó có một cái gì đó. Và đèn nè. Đây, đèn. Đèn ở đây. Phải không Bi? Ở ngoài đó nó mờ quá, con cũng thấy được rõ nữa. Mà như cũng có cái gì nó... Đúng không, đúng không? Đúng rồi đó. Nó mờ quá. Có một cái gì. Ok. Bi. Ôi. Cái gì vậy ta? Mình không nhìn rõ được nhưng mà nó đen đen á Bi. Ôi. Các bạn, này này này. Ủa sao nó bị mờ ở trên cái này mà nó chỉ qua bên đây nó mờ quá ta. Con không biết luôn. Mất kiểu giống như có bóng đen vậy coi. Ok, ok, thôi thôi. Mình đang đứng ở ngay chỗ đó mà Bi. Đây là mình đang cầm hai cái luôn nè các bạn. Mình đang cầm hai máy để mà mình quay luôn á. Thôi, bây giờ mình... Bây giờ tụi mình sẽ quyết định là sẽ kiếm một cái cây nào đó và mình chặt và mình đem về để mà làm một cái nghi thức cho các bạn xem ha. Thì nãy giờ là mình đo cái tần số á, thì chỗ nào nó cũng giống như chỗ nào hết trơn á. Cho nên mình sẽ quyết định là sẽ chặt một cái cây ngay đầu tiên mà mình thấy đi. Ngay đây đi. Ừ. Cậu bảy dò lại thử coi có nữa không. Nè nè, dịnh 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 cái này cho cậu bảy coi. Rồi. Ui, có luôn kìa. Đây. Đây mọi người. Không, các bạn có thể thấy nè. Nhưng mà hình như cây này nó còn nhỏ nên cái tần số của nó chỉ vừa. Không phải, nó không ổn định luôn. Ừ. À. Còn nãy cái quẩy đưa qua cái cây to thì ok trời, bây giờ mình sẽ chặt đi. Cái cây rửa đâu Bi? Rồi cây rửa mình sẽ đo các bạn từ cái mức cuối cùng á, mức cuối cùng này nè, mình đo xuống là 3 gang đó. 1 2 3 là ngay đây nè. Bi lấy cái rửa, Bi lấy cái rửa, cứa ngay đây giùm cậu ấy cái đây. Ừ. Khoan, từ từ. Rồi, đặt cái máy camera hồng ngoại á, đặt cái camera ở ngoài kia á, chiếu thẳng vô đây. Rồi. Hai thứ mà.
Rồi các bạn, mình chặt một cái cây chuối ha. Ok, đi đi vô trong kia đi. Dạ. Ở chừng có cái lửa này các bạn. Ừ. Rồi, như các bạn đã thấy á, là mình đã đem cây chuối về cái nơi mà mình sẽ làm cái nghi thức để mà trồng xuống ha. Cứng chưa bị? Dạ rồi coi. Ok. Ngắt luôn. Đó. Đây. Khi mà trồng xong thì cái cây chuối của mình nó sẽ như thế này nè mọi người. Rồi thì mình đã chuẩn bị một số thứ ha các bạn. Đây trước mắt các bạn á, đó là một ly rượu và một ly trà nha. Nè trà nè. Đó. Rồi ok. Một ít bánh kẹo và một trái trứng nha các bạn. Trái trứng này á thì mình mua ở trong Bách Hóa Xanh đó các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy cái ký hiệu của nó nha. Đó, ký hiệu số đàng hoàng nha, chứ không phải trứng giả đâu nha mọi người. Ok, và đây là một bộ bài. Thì bộ bài như thế nào á, thì Bi gỡ cái bộ bài ra giùm cậu Bảy cái. Có cái chỗ á, có cái chỗ gỡ đó, đúng không? Đâu rồi ta? Đây nè, đây nè. Ừ, gỡ ra. Đó, gỡ ra luôn. Làm chắc cú dữ ta. Ừ. Nhìn phong ghê chứ. Nè, bật cái này lên nữa. Đó, đó đúng rồi. Đây. Lấy ra luôn hả cậu? Ừ, lấy ra luôn. Đó, bộ bài mới mua luôn nha các bạn. Mới luôn. Nè. Mới đàng hoàng. Bi sóc sóc bài lên, biết sóc bài không? Trời, con có biết chơi bài bây giờ đâu. Đây đây, cầm đây cậu Bảy sóc sóc cho. Quá. Đây các bạn. Bộ bài ha. Ủa, bữa nay có con này nữa. Chắc cái tờ đó tờ gì? Joker. Rồi ok, ba tờ. Mình bỏ ba cái tờ này ra ngoài nha. Đó, đây bộ bài sóc lên. Thấy không? Thấy sóc không Bi? Dạ thấy chứ. Ê, cái vỏ nó bay tùm lum nó giờ. Rồi, đây mình sóc bộ bài lên. Ok, đây. Bộ bài sau khi đã sóc nè các bạn. Ủa, sóc chưa đủ. Nè, kiếm chỗ này. Rồi, tất cả nó đã lộn xộn hết rồi nha mọi người. Đó, các bạn có thể thấy ha, tất cả đều lộn xộn hết. Bây giờ Bi, dạ. Cậu Bảy rút một cây, biết cây này là cây gì không? Cậu biết chết liền. Nhưng mà cái điều đó sẽ được giải đáp khi mà mình làm cái nghi thức này nha mọi người. Rồi, mình đã sóc bài rồi, mình để tạm thời để lá bài ở đây. Ok, thì các bạn biết không? Ngải á, thì có rất là nhiều loại, nó là muôn hình vạn trạng luôn. Nó có thể là một cái cây gọi là cây, nó giống như là cái cây lưỡi mèo á mà mình hay trưng ở trong nhà đó thì cũng có. Rồi những cái cây ngải ở trong rừng nó có thể ra hoa, nó có thể rất là đẹp luôn. Và ở đây á, là thường là những người pháp sư á, người ta sẽ chọn những cái cây mà có thể chứa nhiều âm khí. Như mình ví dụ như là mình chọn cái cây chuối đi, mà cái cây chuối này á, mình khi mà mình ra ngoài cái bụi chuối đó là mình hoàn toàn không có luyện gì nha các bạn. Có nghĩa là nó là tự nhiên luôn đó. Mình chỉ ra đúng cái bụi chuối hoặc là cái bụi tre nào đó, mình chọn một cái cây nào đó mà mình đo bằng cái máy dò sóng á, thì khi mà nó lên cái vạch đỏ á, là có nghĩa là ở trong đó nó có chứa một cái luồng âm khí rất là mạnh, cho nên cái sóng nó mới lên cao quá mọi người. Ok, thì khi mà nhắc đến ngải á, rất là nhiều nghĩ nó là một cái gì đó rất là xấu xa, đúng không Bi? Ví dụ như là người ta lấy ngải để mà người ta đi lừa đảo nè, người ta có thể hại nhau trong kinh doanh nè, người ta có thể hại một cái người nào đó mà người ta ghét á các bạn, cho đến khi mà họ chết, học máu ra họ chết luôn á. Và hoặc có thể là ví dụ như là anh chàng này yêu cái cô kia nhưng mà cô kia không có yêu lại, và họ chơi ngải bằng một gọi là, người ta hay gọi là bùa yêu á các bạn. Đó, thì như vậy á, nó là rất là xấu xa. Thì nhưng mà có những vị thầy pháp á, người ta lấy ngải để mà người ta chữa bệnh. Ừ. Nói chung là tùy cái mục đích của người sử dụng thôi, tốt hay xấu là do cái người mà sử dụng cái ngải đó như thế nào á mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là ngải nó hiệu quả và nó linh nghiệm như thế nào nha các bạn. Đó giờ Bi thấy ngải nó hiệu quả như thế nào chưa? Con thì chưa gặp ngoài đời, chứ còn trong phim thì có nghe rồi. À, rồi bây giờ sẽ cho Bi và mọi người sẽ thấy luôn ha. Hôm nay thì mình sẽ cúng
cái lúc nãy khi mà mình chặt cái cây chuối á, là mình có đốt nhang và mình cúng trước á, các bạn, trước khi mà mình chặt á, thì cái đoạn đó là hồi nãy con Bi là nó quên bấm quay cho nên không có cái đoạn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra đây và mình làm một cái nghi thức ha. Bây giờ mình sẽ quay liền liền cho các bạn xem luôn ha. Như các bạn thấy là mình trên tay của mình là đang là những cái lá bài ha. Đây mình lao lại cái. Rồi. Thì đây. Đây là cái bộ bài gồm 52 lá mà lúc nãy á là mình đã gỡ ra bóc ra từ cái hộp đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ nhờ Ngải ở đây để mà tìm cho mình một cái lá bài mà mình bốc ra cho các bạn và mình xem, nhưng mà bên đó sẽ không cho bên đó xem ha. Bị xích xích ra này Bi. Ok, khoan từ từ, làm sao mà để cho không Bi đi quay ngược qua đây nè. Bi đi ngược qua đây. Rồi đó, thấy không, cùng chiều với cậu Bảy nè. Dạ đó, rồi. Ok, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ xóc bài lên nha. Thấy không? Thấy sóc không Bi? Dạ thấy. Ok. Rồi. Bóc đại một lá nào Bi? Thò tay bóc đại một lá nào đi. Con bóc luôn hả? Ừ, mày bóc luôn đi. Có linh nghiệm không ta? Cái nào cũng vậy, bóc đại. Rồi. Đây. Từ 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 từ. Đặt xuống. À. Quay ngược qua. Đừng có để bên kia thấy. Ừ, đó. Rồi, ok. Rồi, đây. Đây các bạn nhớ nha, con này nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ để nó ở dưới đây và mình sẽ xóc lên nha các bạn, nhìn nha, xóc lên đó. Rồi ok, đây thấy không, rất là khó để mà biết nó như thế nào đúng không? Ok, rồi. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để lên trên cái bộ bài này. Xích ra đây. Đó. Ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hỏi. Đây, đưa cậu bảy cái. Bây giờ mình sẽ hỏi để xem coi cái cây ngải này nó có thể biết được và nó có kéo đúng được cái lá bài mà mình rút cho các bạn xem hay không nha. Rồi nãy giờ chắc là cũng ăn bánh uống trà uống rượu rồi đúng không? Vậy bây giờ chơi với ta nha. Cho ta hỏi, nếu mà nhà ngươi có linh thiêng thì hãy rút cái lá bài trong cái bộ bài ta để đằng trước á, xem coi ngươi có rút trúng được cái lá bài mà lúc nãy ta đã rút ra hay không.
Nếu người có linh thiêng thì hãy rút được cái lá bài mà lúc nãy ta rút á. Dễ bị. Sao tự nhiên cái lá chuối nó vuông vậy? Giờ đâu có gió đâu ta. Gió nè, gió mày ơi, mày khùng quá. Gió hả? Nè, gió nè. Đó. Không, hồi trước lúc nãy mình nói là giờ, bắt đầu giờ gió nó mới nổi lên mà. Thấy không nè, gió nè. Đó, mọi người có thể nhìn gió ha. Chắc là gió rồi. Rồi, giờ cậu ấy ngồi coi thử coi. Nếu mà ngươi có linh thiêng thì hãy rút cái lá bài ra cho ta xem coi. Ôi mọi người. Ôi, các bạn có thể thấy ha, các camera hồng ngoại ở bên kia có thể là sẽ quay được luôn á các bạn. Để mình xem coi phải cái lá đó hay không nha các bạn. Đây bây giờ nè, 1 2 3. Ủa? Đúng rồi, như đúng mà. Mày khùng ha. Ủa nãy con rút có ông già này mà đúng không? Khùng quá, con này là con đầm cơ. Ủa? Còn cái hồi nãy á, của mình á, là cái con đầm bích. Ủa, đầm bích hả? Ừ. Thì con cũng thấy nó giống như mà ông già này. Nhưng mà cái hồi nãy là cái màu đen, còn cái này là màu đỏ. Mày không biết chơi đánh bài hả? Trời, từ nhỏ tới giờ con không biết gì luôn. Đây các bạn. À vậy hả? Đây, đây mình cho các bạn xem ha, cái bộ bài nè, nè cầm đi. Cầm. Nè, quay bên đây nè. Đây. Hồi nãy là rút ra là rút hồi nãy cái cây nè. Dạ. Nó rút ra là rút ra cái này. Dạ đúng rồi. Còn của mình á là cái con đầm đây nè. Ủa, con này hả? Con đầm bích nè. Thì con thấy nó cũng y chang vậy đó. Nè, nó cũng là nó cũng là con đầm, nhưng mà một cái là đầm cơ, một cái là đầm bích. À. Đó, thấy chưa? Vậy là nó sai rồi đúng không? Từ nhỏ giờ con mới biết. Ok, rồi bây giờ mình sẽ rồi, bây giờ mình sẽ cho con Bi nó sóc bài luôn nha các bạn. Nè Bi, cầm coi. Nói dài không biết gì. Rồi sóc bài đi. Sao vậy? Ừ, sóc cho quen. Đó. Rồi xè xè bài ra. Không không, lật ngược lại, lật ngược lại. Rồi. Rồi bây giờ cậu Bảy chọn nha. Đại một tấm nào đi. Lấy đại đi. Đây, tấm này đi. Rồi, nhìn chưa? Thấy không? Rồi, dạ rồi. Này là gì? Rồi ok, im nha, đừng nói gì nha Bi. Rồi bây giờ bỏ lại chỗ cũ. Rồi sóc lên lại, sóc lên lại. Ừ, rớt rồi. Lụm lên, lụm lên. Sóc kỳ mày. Con có biết đâu. Từ nhỏ giờ có chơi đánh bài rồi con biết. Rồi ok. Dạ rồi vậy đi. Dạ. Rồi đem qua lại. Để lại. Ừ. Rồi, đặt cái lá bài xuống đi. Dạ, rồi. Đó. Rồi, ok. Ngắn gọn gàng rồi nha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi đi qua đây ngồi để cho camera hồng ngoại nó bắt dạ, thấy luôn nè. Thấy mà. Ok, thấy chưa? Rồi. Ê, ngồi xích ra để cho nó còn coi mà thấy nữa. Ôi mọi người, cái nhang của mình nó bạn có thể nó sáng liên tục luôn á các bạn.
Thấy không Bi? Chưa thấy. Rồi vậy mình chơi, ráng chơi hết cái này để đi. Nếu mà nhà ngươi có linh thiêng thì hãy rút cái lá bài mà lúc nãy ta đã rút. Bị đựng được vô camera không ai thấy. Đây, cái camera hồng ngoại thì nó sẽ chỉ thẳng xuống ngay chỗ cái lá bài nè các bạn. Chắc là nè, nè, thấy không? Đó, cái lá bài nè. Ok. Nếu mà ngươi có linh thiêng thì hãy rút cái lá bài mà lúc nãy ta mới vừa rút á. Nhanh lên, sắp hết tàn nhang là hết chơi được luôn á. Có chuyển động rồi các bạn. Nó bị dướng cái dĩa Bi. Bi Bi cầm cái lá bài á, Bi cầm cái lá bài lên, Bi cầm nguyên cái sắp bài đó lên luôn. Ừ, đặt lên lại. Rồi đẩy cái dĩa xích ra. Hồi nãy nó chạy qua bên cái cây chuối mà bây giờ nó lại chạy qua bên đây nè. Đó, đó. Rồi ok. Ui. Nó bị chuối xuống à. Dạ. Ê, cái con gì chạy ra kìa. Ui, con gì vậy coi? Nè, phải con nhện. Con nhện, con nhện. Đâu phải con nhện đâu. Mày khùng hả, con nhện. Ủa, cái đuôi nó dài hơn. Không, con nhện đó ông ơi. Con nhện hả? Ok, bây giờ mình sẽ đâu coi, lật lên cho các bạn xem coi nha. Hồi hộp quá. Đây là con gì? Ủa, hình như số 7 hồi nãy đúng bảy. Luôn, đúng luôn. Ghê vậy? Ôi. Vừa hết luôn, vừa hết nhang luôn. Trời ơi. Vừa hết nhang luôn á các bạn ơi. Trời ơi. Ghê vậy? Vậy là trong 2 lần trúng luôn. Trong 2 lần thì lần đầu á là xém trúng. Đúng. Nhưng mà lần sau á thì trúng luôn. Ghê thiệt. Ok, thì các bạn có thể thấy được cái sự linh nghiệm của có thể gọi nôm na đó là ngải đi, bởi vì thực sự là mình không có luyện ngải. Ngải là phải luyện, nhưng mà cái này á, là mình đi ra ngoài kia là mình lấy tự nhiên, mình chọn một cái nào mà nó phát ra cái tần số cao á các bạn. Và thì chắc là cái video này mình sẽ kết thúc luôn, bởi vì cái nhang ở trên cái cây chuối á, nó đã hết rồi mọi người. Các bạn thấy không, vừa kết thúc cái trò chơi của mình thì cái nó đã hết luôn. Nhưng mà đây, còn một điều nữa mình muốn cho các bạn xem ha. Thì các bạn có nhớ lúc nãy á, là mình có lắp cái trứng gà xuống dưới đây không? À đúng rồi, có lắp cái trứng gà đó. À đây. Nè, à, thấy được cái số không ta? Đó. Ok, ok, thấy được cái số ha. Chắc số nó in hơi nhỏ vậy. Không phải mà sao nó cứ mờ mờ, nó không có lấy được. Rồi xa xa chắc là các bạn thấy ha, đúng như cái hồi nãy ha. Nhưng mà Bi cầm thử cái trứng coi. Có cảm giác gì không? Ủa, sao nó nhẹ hơn bình thường quá. Đúng thường không? Con cầm cái trái trứng là nó nặng lắm. Lúc nãy hồi nãy cầm nặng hay nhẹ? Nặng chứ. Hồi nãy lúc mà chuẩn bị là lấy ở trong lấy trong tủ lạnh ra đó. À, cậu ấy mua từ Bách Hóa Xanh về đó. Ờ. Rồi bây giờ thấy làm sao? Hồi nãy lúc con cầm đi đem đi ra đây là nó nặng, nặng lắm luôn. Mình ước là các bạn có thể cầm được cái trái trứng này ha. Nhưng mà ok, bây giờ mình sẽ thử đập ra coi nó như thế nào nha các bạn. Để nãy giờ ở dưới đất rồi, đây, nè, đó. Ok. Ây da. Thấy gì không Bi? Ủa? Sao có mỗi cái lòng đỏ vậy cậu ấy?
Thường thường là trứng gà là phải có nhiều lòng trắng với lòng đỏ chứ. Mình cho các bạn xem, cái này không phải là trứng ung đâu nha các bạn, mà cái này là thực sự là nó chỉ còn có cái chồng đỏ thôi, chứ cái chồng trắng là nó đã hết trơn rồi nè. Khoan, nhưng mà hồi nãy là lúc từ đem nhà từ nhà ra đây là nó nặng lắm, trứng nó như trứng bình thường luôn. Thì bởi vậy người ta mới nói luyện ngải bằng trứng gà đó, nãy mình cho ngải ăn trứng gà đó. Nhưng mà chắc là trong cái khoảng thời gian ngắn á các bạn, nó không có kịp ăn hết á, nó không kịp ăn hết cho nên nó còn lại một cái lòng đỏ. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành để mà dẹp cái cây chuối này luôn. Bi lấy cho cậu quẩy cái chai rượu coi. Chai rượu có muối đúng không? Dạ. Rồi rồi, mở ra, mở nắp ra. Đây. Bi cầm cái lá bài lên, mấy cái lá bài á. Rồi. Rồi, đổ cái rượu ở dưới, đổ rượu với lại cái trà ở dưới gốc cây luôn. Ừ, đổ đi. Rồi, đổ rượu luôn. Rồi ok, cầm bánh rải xung quanh đi. Rải xung quanh ở ở khu này nè, khu đất á. Ừ, đó. Rồi. Mình sẽ thanh tẩy nha mọi người. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy đo đây và mình đo lại một lần nữa nha, coi coi có gì không. Rồi, các bạn có thể thấy ha, hiện tại bây giờ là nó đã thành cái cây chuối bình thường rồi đó mọi người đó, không còn tín hiệu gì nữa hết, thấy không Bi? Nè. Không còn miếng sóng âm nào luôn à. Ừ. Rồi. Rồi, giật cái cây chuối lên. Ây da. Xong. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ hãy đăng ký, like và chia sẻ cái video của mình nha. Ngoài ra thì những ai yêu thích Kubi Vlog và Kuko Vlog thì hãy subscribe kênh và đăng ký kênh cho hai đứa nó nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye mọi người. Ok, chào các bạn.